chào hội thánh tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta được về đây để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Good morning, church. Praise the Lord that we have the opportunity to gather here to worship the Lord this morning. Biết ơn Chúa vì Chúa ngài ban phước trên chúng ta và hoan nghênh chào mừng hết thảy các anh chị em ở khắp nơi vào để cùng thờ phượng Chúa với hội thánh trong buổi sáng hôm nay. We are so grateful to God for all the blessings that He's given us, and on that we just want to say this morning, good morning to all of you. Welcome, greetings to you. Chúng ta chuẩn bị lòng của mình để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Let us prepare our hearts for worship. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta nghe Thi Thiên thứ 117. As we read out of the word of the Lord in Psalm 117. Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi các dân khá ca tụng Ngài. Praise the Lord, all you nations, extol him, all you peoples. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta và sự chân thật của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Hallelujah. For great is the love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Lời của Chúa tại đây kêu gọi chúng ta cùng với dân của các nước chúng ta ngợi khen Đức Giê-hô-va của chúng ta. The word of the Lord tells us that we must gather with the nations to praise the holy name of God. Và chúng ta chúc tụng danh của Chúa. And to give to praise him and to extol him. Bởi vì sự nhân từ của Chúa rất lớn cho chúng ta. Because his faithfulness endures forever. Và sự chân thật của Ngài còn đến đời đời. And his love towards us is forever. Biết ơn Chúa vì chúng ta được làm con cái của Chúa. We praise God because we get to be His children. Và chúng ta kinh nghiệm được sự nhân từ của Chúa cho đời sống của chúng ta. And we get to experience His grace and His mercy upon our lives. Chúng ta cùng nhau tôn cao Chúa trong ơn của Ngài. Let us worship the Lord with all of our hearts. Chúa kính yêu, chúng con dâng buổi nhóm lại trong ơn của Chúa. Heavenly Father, we give this time into Your hands. Chúng con xin mời Chúa đến và ngự giữa tiếng hát ngợi khen này. We ask that You would come and be in the midst of our praises. Và bày tỏ sự hiện diện của Chúa tại đây với chúng con. And to reveal Your manifest presence with us. Để hết thảy chúng con kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới. And we can all experience You in a fresh way. Và chúng con được gặp gỡ Chúa trong ơn của Ngài. And then we can meet You, Lord, encounter You face to face. Cho qua buổi nhóm này. And that through this service, chúng con nhận được những phước hạnh tươi mới từ nơi Chúa. Receive all the new blessings that You have in store for us. Chúng con cảm ơn Ngài. We thank You, Lord. Chúng con thành kính cầu nguyện. And we pray all these things trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Tiếp tục đứng và chúng ta tôn cao Chúa trong ơn của Chúa. Let's continue to stand and worship the Lord. Shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live. Declare and live to hide, Christ revealed, and I.
pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it. Shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am Jesus' name. Sing it again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Jesus.
Lời của Chúa trong Corinto thứ nhất chương 11 ghi lại cho chúng ta năng lệnh của Chúa trong việc tiệc thánh. The word of the Lord in 1 Corinthians chapter 11 leaves for us the story of the Lord's Supper. Ở trong câu số 23 trở đi, lời của Chúa mà Phaolô đã nhận được và ông chia sẻ với hội thánh của Chúa. Beginning in verse 23 is where Paul writes he had received and he left it back for the, in the word of the Lord for the church to receive. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Buổi sáng hôm nay chúng ta dự tiệc thánh ở trong tinh thần nhận ơn của Chúa cho đời sống của mình và đi ra rao báo về
sự chết sự sống lại của Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. This morning we receive the Lord's Supper in the spirit of accepting the Lord's grace and his power to go out and preach the word to the lost. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu chúng ta với tình yêu thật là kỳ diệu. We praise God for the love that he has loved on us, that amazing love. Và chúng ta đã được nghe biết về tin vui này và chúng ta đã đón nhận cho chính mình. And we have received the good news and received it for ourselves. Bây giờ xin Chúa nghe ban phước để chúng ta tràn đầy ơn của Chúa và sự sức giàu của Ngài để chúng ta ra đi và rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. So now may God bless us so that we can go out and share that good news with others until the day of our death. Bánh mà chúng ta nhận ở trong tay là hình bóng của thân của Chúa chịu tan nát vì chúng ta. The bread that we receive in our hands is symbolized of Christ's body that was tortured, bruised and battered. Và chén mà chúng ta nhận đó là hình bóng của huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ ra để chuộc lại cho chúng ta những gì đã mất. And the cup that we receive is symbolic of the blood of Jesus Christ that was poured out for us so that we can take back everything that has been lost. Xin chúng ta nhận bánh và chén và giữ đó để chúng ta sẽ cùng giữ chung với nhau. Will you please receive the bread and the cup and hold it there so that we can partake together.
Xin mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Church, will you please rise? Đức Chúa Giêsu phán: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin hội thánh cùng giữ. The Lord said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Cùng cách đó, Ngài phán rằng chén này là giao ước mới trong huyết ta. Hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ đến ta. In the same way, the Lord said, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Xin hội thánh cùng dâng. Please receive. Nguyện xin phúc lợi của thân và huyết của Chúa ảnh hưởng trên đời sống của anh chị em. May the benefits of the blood and his body be poured upon you, my brothers and sisters. Amen. 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 Xin hội thánh an toàn. Please be seated. Good morning, church. Xin chào quý hội thánh. It's great to be here on this morning where we can partake in the communion. Thật là một điều phước hạnh vì chúng ta được đến tại đây ngày hôm nay để tham dự buổi tiệc thánh. And let us continue right now to worship God through our giving and our offering. Thì giờ này chúng ta sẽ tiếp tục sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua việc dâng hiến. Because He truly is worthy of it all. Vì Ngài thật sự xứng đáng tất cả hết thảy mọi sự chúc tán và thờ phượng của chúng ta. The word says that God loved us so much that he sent his son to die for us. Lời của Chúa chép rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi Ngài ban con một của Ngài. And praise God, the Son of God came down from heaven to lay down his life for all of us here this morning. Và ngợi khen Chúa vì con của Đức Chúa Trời đã xuống thế gian và Ngài đã lấy thân thể của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. And so let us continue this morning to lift his name on high and worship him through our giving. Và thì giờ này xin chúng ta tiếp tục dâng cao tên và danh của Ngài và thờ phượng Ngài. So you have your offering envelope out right now. Let's just lift this time up to the Lord and pray over it. Thì giờ này nếu có quý vị đã có sẵn phong bì dâng hiến thì xin chúng ta cầu nguyện qua sự dâng hiến này. Father God, we come to you this morning. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Ngài sáng hôm nay. And God, we just worship you out of our hearts. Và lạy Chúa, chúng con thờ phượng Ngài bằng hết tấm lòng của chúng con. We are a grateful people that you would send your son to die for us. Chúng con rất biết ơn Ngài vì Ngài đã ban con độc sanh của Ngài đến xuống thế gian này cho chúng con. We ask God that this morning that you will bless the offering and you will use it, God, to further advance your kingdom. Lạy Chúa, xin buổi sáng ngày hôm nay chúng con xin Ngài nhận lấy món tiền dâng này của chúng con cũng như là sử dụng món tiền này để nới rộng ra vương quốc của Ngài. And God, for all of us as we leave this place this morning, I pray, God, that you could use us, God, to share your love to everyone that we encounter. Lạy Chúa, khi chúng con rời khỏi nhà thờ ngày hôm nay, nguyện xin Ngài cũng sử dụng chúng con để chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người lân cận của chúng con. We thank you, Lord, for this time. Chúng con cảm tạ Ngài vì thời giờ này. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. As the offering team comes up to gather the offering, we have one special announcement. Trong lúc ban thờ phượng đến để nhận tiền dâng thì chúng tôi xin có một thông báo gửi đến quý vị. Please mark on your calendars that next Sunday is a very special day. Và chủ nhật tuần sau sẽ là một ngày rất là đặc biệt ạ. It is Mother's Day. Đó là ngày buổi nhóm cho ngày của mẹ. And we are blessed to have great moms that have loved us throughout the years. Chúng ta rất là được phước khi chúng ta có những người mẹ chăm sóc và yêu thương chúng ta. And so next Sunday we are going to celebrate our mothers here at VBC. Cho nên chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tổ chức ngày lễ của mẹ ở tại đây VBC. So invite your moms and your family to come here next Sunday. Chúng tôi xin được khích lệ quý vị mời những người mẹ của quý vị đến đây để tham dự buổi nhóm cùng chúng tôi.
And we know that every Sunday we have amazing mothers here who cook in the kitchen for us every week. Và chúng tôi cũng biết là mỗi tuần và mỗi chủ nhật thì chúng ta thường có những các cô các mẹ nấu ăn cho chúng ta vào mỗi buổi nhóm chủ nhật. And so next Sunday, let's all give our moms and the awesome mothers here at VBC a break from cooking. Cho nên là tuần sau thì chúng ta sẽ để cho các mẹ được thời gian nghỉ ngơi. Especially First Lady Jennifer Cohen right there. Đặc biệt là cô Hạnh. And so we ask that all the fathers and dads and all the young men at this church. Cho nên chúng tôi xin được khích lệ các ông, các bố cũng như là các bạn nam thanh niên. That we prepare the fellowship lunch next Sunday. Là chúng ta sẽ chuẩn bị buổi ăn thông công cho tuần sau. So we ask that everyone will make a dish at home and bring it here to church. Chúng tôi xin khích lệ các quý ông cũng như là các bạn nam thanh niên chuẩn bị bữa ăn và chúng ta đem đến nhà thờ. And for those who cannot cook like myself. Dành cho những người mà không thể nấu ăn ví dụ như tôi. You can always go buy a food or a dish at a restaurant and then just bring it here. Thì chúng ta có thể mua đồ ăn ở nhà hàng hay là quán ăn và chúng ta mang đến đây. And then we are asking that everyone sign up with Christina Nguyen, who will have a list so that she can keep track of everything that is brought. Và chúng tôi xin được kết luận quý vị là sẽ đăng ký với lại chị Khánh Linh Christina Huỳnh để chị biết được là ai đăng ký những món gì. So please sign up with her during lunch today. Cho nên xin quý vị hãy dành thời gian đăng ký với chị Khánh Linh vào buổi ăn trưa ngày hôm nay. God bless you. Chúa ban phước cho quý vị. Hello everyone. We are so glad you are here. And hey, if this is your first time at VBC, we welcome you. We would love to keep in touch with you, so quickly grab a connection card from the seat pocket in front of you, fill it out with the updated email address, and go ahead and hand it to one of our ushers as you leave today. After service, head on over next door for a time of fellowship in the CLC. If we haven't met yet, let's change that. And now, with no further ado, please help us welcome up Apostle Brent Douglas from News. Well, good morning. Xin chào buổi sáng, Hội Thánh. That has got to be the best introduction ever. Điều chúng ta vừa thấy có lẽ là lời giới thiệu và tốt nhất mà tôi từng có. So you got to give me a copy of that, please. Xin làm ơn cho tôi một cái bản sao của phần video vừa qua. It is a great joy to be here today. Thật là một cái niềm vui mừng cho chúng tôi để có mặt tại đây trong buổi sáng hôm nay. I just consider this my second home. Tôi kể đây là gia đình thứ nhì của tôi. And just the wonderful thing was just the many, many people that even before church have warmly greeted me. Và một cái điều mà tốt hơn nữa đó là trước buổi nhóm có rất là nhiều người đã chào đón chúng tôi một cách rất là ấm cúng. And this is a church that just has a great capacity to love. Đây là một cái hội thánh có một cái khả năng để có thể yêu thương những người xung quanh rất là lớn. And to come here and feel your love is just so precious. Mỗi lần đến đây và cảm nhận được tình yêu thương của quý vị dành cho chúng tôi thì thật là một điều rất là quý. I was thinking this morning about Mother's Day. Sáng hôm nay khi tôi suy nghĩ đến ngày của những người mẹ. And I was thinking one of the best mothers in the world sits in this auditorium. Và tôi nghĩ đến một cái người có thể nói là người mẹ tuyệt vời nhất ở trên thế gian này có mặt với chúng ta ngồi tại đây trong buổi sáng hôm nay. Which of course is Jennifer.
Đó là bà Mục sư Khánh, Jennifer. Now, I'm not staying in her home as I often do. Lần này thì tôi không có ở nhà của ông bà như những lần trước. But she's treated me like a son. Nhưng mà bà chăm sóc chúng tôi như là một con trai trong nhà. She's fed me. Cho tôi ăn. She's talked to me. Rồi nói chuyện với tôi. And she's growled at me. Rồi có nhiều khi cũng rầy tôi nữa. Which has been great. Đó là cái điều rất là tốt. But I just so appreciate what she's done and what Pastor Khan, Dr. Khan has done with me and for me over the years. Và thật là biết ơn ông bà, cách mà ông bà đã đón tiếp chúng tôi ở trong những năm qua. I want us to turn to Isaiah chapter 54, please. Buổi sáng hôm nay xin mời hội thánh chúng ta cùng xem lời của Chúa trong Ê-sai chương thứ 54. And I just want to read verses 1 to 3. Please. Tôi xin đọc từ câu 1 cho đến câu số 3. Over to you, 1 to 3. Hỡi kẻ son sẻ không sanh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sanh nở, hãy hát sướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, dương màn chỗ ngươi ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài và đóng nọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng bên hữu và bên tả. Dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thành quan vu đông dân cư. In my translation, it uses words like enlarge, stretch, lengthen, strengthen. Có những chữ mà trong bản Kinh Thánh tiếng Anh của chúng tôi đó là cái chữ nới rộng, giăng ra, nới rộng ra và làm cho dài. And I believe it's a very prophetic statement. Tôi tin rằng đó là một cái lời có tính cách rất là tiên tri. Because God wants to enlarge us. Đó là điều Chúa Ngài muốn làm, đó là Ngài nới rộng chúng ta. He wants to stretch us. Ngài muốn làm cho chúng ta nới rộng ra. So that we have greater capacity to do greater things for the Lord. Để chúng ta có cái khả năng, có cái sức chứa lớn hơn để chúng ta làm những việc lớn cho Chúa. I was looking at one stage to buy a tent for camping for my family. Tôi tìm ở trong một cái trang để đặt mua một cái lều cho gia đình của chúng tôi. But if I'm going to buy a tent, I'm going to buy the biggest tent. Và nếu mà tôi mua một cái lều cho gia đình của chúng tôi thì tôi muốn lựa cái lớn nhất. Because the bigger the tent, the greater the capacity. Bởi vì cái lều mà càng lớn chừng nào thì cái khả năng, cái sức chứa của nó càng lớn chừng đó. And it's like that in our lives. Và đó cũng là điều giống tương tự như vậy trong đời sống của chúng ta. The bigger the heart, the bigger the spirit within us. Cái tấm lòng của chúng ta mà lớn chừng nào, tâm linh của chúng ta lớn rộng chừng nào. The greater the capacity to be able to do great things for God. Thì sẽ có cái khả năng để chúng ta làm những công việc lớn cho Chúa. And there is no shortage of blessing that God wants to pour out upon VBC. Và chúng ta biết rằng không có thiếu thốn cái phước hạnh của Chúa để đổ ra trên hội thánh của Chúa VBC tại đây. Heaven is never going to run out of resource. Anh chị em, thiên đàng sẽ không bao giờ thiếu những tài nguyên để đổ ra ở trong cách phước hạnh. The problem is our ability to contain what God wants to give to us. Cái nan đề nằm ở cái chỗ là cái sức chứa của chúng ta không có được nới rộng để chúng ta có thể chứa nổi những điều Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. And for us to do more, we need a greater capacity. Và để chúng ta có thể làm những việc nhiều hơn, lớn hơn cho Chúa, chúng ta cần phải có một cái khả năng, một sức chứa lớn hơn. So I want to read a simple story in 2 Kings chapter 4. Tôi muốn đọc một cái câu chuyện rất là đơn giản ở trong các vua thứ nhì chương 4. And I believe this to be very important and very prophetic for the church here. Tôi tin rằng đây là một cái câu chuyện rất là quan trọng cho hội thánh của Chúa tại đây. And we're going to read verses 1 to 7. Và chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu số 7. 2 Kings 4, 1 to 7. Các vua thứ nhì chương 4 từ câu 1 cho đến câu số 7. Và có vợ của một môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va, và chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết, ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không
của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ích. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con của ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào bình đó. Hãy bình nào đã đầy để nó riêng ra. Nàng liền ra khỏi người, vào nhà với các con của mình, đóng cửa lại, và các con nàng đem bình lại và đổ dầu vào. Khi bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng, hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng, hết trơn bình rồi, dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, hãy đem bán mà trả nợ cho ngươi, đoạn ngươi và các con trai của ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. This story for me has got a shock to it. Anh chị em, câu chuyện này đối với tôi thì có một cái cú sốc nằm theo. The boy gathers all of these vessels. Những người con trai của bà này đã đi và đã mượn nhiều cái bình. And oil supernaturally manifests. Và dầu đó thì một cách siêu nhiên nó tuôn ra. And mum says, go and get another vessel, and there's no more vessels to be got from the village. Khi bà nói với con trai của mình là đem thêm một cái bình nữa, thì họ trả lời rằng chúng tôi đã mượn hết bình rồi, không còn nữa. And the oil stopped. Rồi thì dầu đã ngừng lại. The blessing stopped. Cái phước hạnh dừng lại. The provision stopped. Cái sự chu cấp dừng lại. And to me that's a great tragedy. Đối với tôi đây là một cái điều đáng tiếc. Because there was a limit on what God could do in that situation. Và chúng ta thấy tại đây giới hạn những gì Đức Chúa Trời có thể làm ở trong cái hoàn cảnh đó. And the limit was the capacity to be able to contain what God wanted to bring. Và cái giới hạn đó là cái sức chứa mà chúng ta cần có để có thể nhận được những phước hạnh từ nơi Chúa. If we want increased blessing, nếu chúng ta muốn phước hạnh của Chúa được gia tăng, whether as a church or whether as individuals, nói chung cho cả hội thánh hay là cho từng cá nhân, then we need to have increased capacity. Thì chúng ta cần phải có một cái sự nới rộng sức chứa của chúng ta. Because our capacity is what controls the flow of oil or the blessing of God. Bởi vì cái sức chứa của chúng ta nó quyết định cái số lượng dầu tuôn chảy ở trong đời sống của chúng ta. Increased capacity means increased blessing. Gia tăng cái sức chứa của chúng ta có nghĩa là gia tăng phước hạnh của Chúa. And so our blessing that we get from God is very much determined by who we are on the inside. Cái phước hạnh mà chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa nó được định đoạt bởi cái sức chứa của chúng ta bên trong chúng ta. Let's look at it in another way. Xin chúng ta xem ở trong một hình ảnh khác. You might remember the children of Israel were in captivity in Egypt. Và chúng ta nhớ con dân của Israel đã bị làm nô lệ ở trong xứ Ai Cập. And they escaped from slavery. Và rồi họ đã thoát ra khỏi cái sự cai trị đó và họ được tự do khỏi nô lệ. But the problem was that they still had a slave mentality. Nhưng mà cái nan đề nằm ở cái chỗ là họ vẫn còn có những cái tư tưởng làm nô lệ của Ai Cập ở trong họ. Their attitude was very limited. Cái thái độ của họ rất là giới hạn. So in this tragic moment when 12 spies are sent into the land. Thì chúng ta thấy rằng cái giây phút rất là đáng tiếc là khi Môi-se sai 12 thám tử đi vào để dò thám xứ. 10 of them said we can't do this. Thì 10 người của họ đã trở về báo cáo nói rằng chúng ta không thể làm được việc này. Only 2 said we could do it. Chỉ có 2 người là nói rằng chúng ta có thể làm được. But the 10 had a slave mentality. They had a limited capacity. Bởi vì 10 người thám tử kia họ vẫn còn có cái thái độ của người nô lệ rất là giới hạn ở trong cái sức chứa của họ. Because of the years of imprisonment and slavery, they couldn't think expansively. They couldn't operate with a greater capacity. Bởi vì nhiều năm đã làm nô lệ thì cái sức của họ chỉ có thể nhìn thấy được một cách rất là giới hạn những gì có thể nới rộng ra. And so they lost the blessing for that generation. Và chúng ta thấy rằng họ đã đánh mất cái phước hạnh của Chúa ở trong cái thế hệ đó. Because the blessing was determined by the capacity. Bởi vì cái phước hạnh đã bị giới hạn bởi cái khả năng, cái sức chứa của họ. But because they had a negative attitude. Bởi vì họ có một thái độ rất là tiêu cực. And they had a limited understanding. Họ có một cái sự hiểu biết rất là giới hạn. And they didn't have a faith-filled vision. Họ không có một cái khải tượng đầy đức tin. They were limited in the blessing that they could receive from God. Họ đã giới hạn ở trong cái sức mà họ có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. And it is like that even in church today. Và chúng ta cũng thấy cái điều đó nó xảy ra trong hội thánh ngày hôm nay.
You know, when you drive in your car and just like in New Zealand, you come to the lights. Khi giống như là tại New Zealand của chúng tôi, khi chúng ta lái xe mà chúng ta đến cái đèn xanh đèn đỏ đó. The red light says stop. Khi đèn đỏ có nghĩa là phải dừng lại. The green light says go. Và đèn xanh là hãy tiến lên. And that's just like it is with a lot of people. Và cái điều đó nó cũng mà giống như nó xảy ra trong đời sống của nhiều người. There are people when you come up with a fresh idea. Đó là những người mà khi chúng ta có một cái ý mới. Their first response is no, we can't do that because. Thì cái đáp ứng đầu tiên của họ liền đó là không, chúng ta không thể làm được cái việc đó. And you can't work with people like that. Và chúng ta không thể làm việc được với những con người như vậy. Because I've always got a reason why we can't do something greater than what we're currently doing. Họ luôn luôn có cái lý do là tại sao chúng ta không thể làm được những cái điều lớn hơn là những điều mà mình đang làm. They are red light thinkers. Họ là những người gọi là có cái lối suy nghĩ đèn đỏ đó. But there are some people when you have an innovative idea. Nhưng mà trong một số anh chị em thì chúng ta khi chúng ta có một cái tư tưởng có tính cách sáng tạo, kiến tạo. Thì cái đáp ứng của họ. Their first response. Cái đáp ứng tiên khởi của họ. Wow, we could do that. Oh, thật là lạ lùng, chúng ta có thể làm được. Even though it looks impossible. Thấy dường như là bất khả thi đó. And there are no resources. Không có những cái tài nguyên để có thể làm công việc đó. And there's not enough people. Và cũng không có đủ nhân sự. Their first response is green light thinking. Cái đáp ứng của họ là cái đáp ứng của người bật đèn xanh đó. We could do that. Chúng ta sẽ làm được việc đó. And of course, I want to be with people like that. Dĩ nhiên là tôi muốn sinh hoạt chung với những người như vậy. When you have a leadership in a church, khi chúng ta có những người lãnh đạo trong you hội can't thánh, have red light thinkers. Chúng ta không thể nào có những loại người gọi là đèn đỏ trong lối suy nghĩ của họ. Within that leadership. Ở trong cái băng lãnh đạo. They're always saying, oh no, we can't do that because of this, because of that, because of the next thing. Là những người mà chúng ta thấy rằng họ luôn luôn có lý do là không, chúng ta không thể làm được việc nọ, việc kia, không thể làm được việc đó. Because there's no faith in that. Bởi vì không có đức tin ở trong cái lối suy nghĩ của họ. There's no challenge in that. Không có một cái sự thách thức ở trong cái sự suy nghĩ của họ. I want to have people around me who say, yeah, I reckon we could do that. We just need to find the way. Chúng ta cần những con người nói rằng đúng, chúng ta có thể làm được điều đó, bây giờ chỉ tìm biết cái cách mới, cái đường hướng mới. Because when an idea is birthed from God, there is always a way. Bởi vì khi có một cái khải tượng, một cái ý mà đến từ Chúa, Chúa ban cho thì luôn luôn có cái phương cách để chúng ta thực hiện nó. And God wants to increase what is happening in VBC. Và Chúa ngài muốn gia tăng những gì đang diễn ra tại VBC tại đây. And the danger is to look at what you have, not the potential of what God can do. Thì cái nguy hiểm nằm ở cái chỗ là những gì chúng ta đang có so với lại những gì Chúa có thể làm. Green light thinkers say yes, we can do this. Những người có cái lối suy nghĩ gọi là đèn xanh đó là đúng và phải rồi, chúng ta sẽ làm được việc đó. Business people, it's the same with you. Những người ở trong thương trường cũng là một điều giống nguyên tắc giống như vậy. See, God wants to increase your business. Chúa ngài muốn gia tăng cái cơ sở thương mại của anh chị em. And he wants you to earn a lot and make a lot more money. Và Chúa ngài muốn anh chị em sẽ có những cái thu lợi, những cái thu nhuận lớn hơn. And not just to spend on yourself, although that's a good thing to do. Không phải chỉ để xài riêng cho mình, mặc dù đó là điều tốt. Get a nicer house or whatever, that's okay. Có cái nhà tốt hơn, đó là điều tốt. But in the long run, VBC is called to a world mission venture. Và trong một cái khải tượng dài hạn, thì VBC của chúng ta đã được Chúa ngài gọi để làm có một cái khải tượng làm ảnh hưởng trên cả thế giới. It costs money. Điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái tài chính để chúng ta yểm trợ. So the business people in the church. Cho nên những người thương gia ở trong hội thánh. You need to be thinking like green light thinkers. Chúng ta cần phải có một cái lối suy nghĩ như là những người suy nghĩ bật đèn xanh. You get an
a God idea. Chúng ta nhận được một cái ý từ nơi Chúa. You have people around you that are green light thinkers that say yes. Rồi chúng ta thông công với những người xung quanh của chúng ta là những người có cái lối suy nghĩ bật đèn xanh đó. You seek God to find a way. Và chúng ta hiệp lại với nhau, chúng ta tìm kiếm Chúa and để God nhận sự hướng dẫn từ nơi Ngài. God blesses what you do. Rồi Chúa Ngài ban phước trên việc chúng ta làm. And there's more money. Rồi chúng ta tạo được nhiều tiền hơn. And some of that money belongs where? Và một số những cái số tiền đó thì thuộc về gì? It belongs in those offering buckets. Nó thuộc về dâng vào trong những cái dĩa dâng hiến, những cái thùng dâng hiến đó. Because there's a world mission to be accomplished. Bởi vì có một cái công tác truyền giáo cho toàn thế giới cần phải được thực hiện. So you get increased capacity because you're a green light thinker. Chúng ta có một cái sức chứa lớn hơn bởi vì cái lối suy nghĩ chúng ta là lối suy nghĩ đèn xanh. It brings increased blessing. Nó đem lại cái sự gia tăng của phước hạnh của Chúa. And it brings increased money. Và sẽ gia tăng vào cái khả năng để chúng ta nhận được tài chánh lớn hơn. Which empowers increased mission. Và cái cuối cùng là nhằm yểm trợ cho công việc truyền giáo lớn hơn. God wants to increase everybody's capacity. Chúa ngài muốn gia tăng cái sức chứa của hết thảy chúng ta tại đây. Whether it's the call of God on your life or your business or your church. Là một cái sự kêu gọi trong chức vụ hầu việc Chúa của anh chị em hay là ở trong cái cơ sở thương mại của anh chị em. He wants to increase your finance. Chúa ngài muốn gia tăng đời sống tài chánh của anh chị em. Maybe increase church planting. Và có thể lắm là gia tăng thêm cái số hội thánh mà chúng ta sẽ thành lập. Maybe to increase your global mission. Và có thể để gia tăng cái khải tượng để chúng ta truyền giáo cho toàn thế giới. But the red light thinker will say this. Nhưng mà cái lối suy nghĩ đèn đỏ đó là họ luôn nói. Oh, we got enough problems without worrying about what's happening over in Europe or over in Africa or over with some other Vietnamese somewhere in the world. Chúng ta có nhiều cái nan đề phải đối diện tới đây, làm gì nghĩ đến cái chuyện công việc mở mang đạo của Chúa ở tại Âu Châu hay là ở tại Phi Châu hay là những nơi khác. But my question to you would be this. Nhưng mà câu hỏi của tôi đặt cho anh chị em buổi sáng hôm nay là who's going to meet the needs of those Vietnamese around the world? Ai sẽ đáp ứng cái nhu cầu thuộc linh cho những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới? I mean, who's going to meet the need? Ai sẽ đáp ứng nhu cầu của họ? Who's going to get the people saved? Ai sẽ giảng để họ được cứu? Who's going to pastor them? Ai sẽ là người để chăm sóc họ, làm mục sư họ? Well, I'll tell you who's going to do it. Tôi nói với anh chị em ai sẽ làm việc đó? Is that group of Vietnamese who are in the richest country in the world? Đó là cái nhóm người Việt Nam ở trên một cái đất nước giàu có nhất thế giới. Especially in the richest state in America. Nhất là cái tiểu bang giàu nhất của nước Mỹ. Called Houston. Gọi là thành phố Houston. Oh, wait a minute, there's a church in Houston called the Vietnamese Baptist Church. Oh, có một cái hội thánh ở tại Houston tên là hội thánh VBC. Oh, maybe that's the church. Oh, có thể đó là hội thánh đó. With increased capacity. Có một cái khả năng sức chứa which lớn hơn. Which brings increased blessing. Được gia tăng về which brings phước hạnh increased nhiều money. Nó sẽ gia tăng hơn về vấn which đề tài chính. Which brings increased finance. Để gia tăng thêm về cái khả năng tài chính. Increased mission. Gia tăng vào trong cái mục vụ truyền giáo của chúng ta. It's not the church down the road. Không phải cái hội thánh ở phía bên kia đường. It's this church. Nhưng mà hội thánh này. And I see a sign, if I can say this. Và tôi thấy có một cái dấu nếu tôi có thể nói. Of increase in this church. Là sự gia tăng ở trong hội thánh này. I was so blessed this morning to sit with Pastor Sammy for a few moments. Sáng hôm nay tôi được phước lắm khi ngồi thông công với mục sư Sam trong giây lát. And you remember I was there when you set him apart as the pastor of this church for the youth. Tôi nhớ đến khi hội thánh của Chúa đặc biệt riêng ra để phong chức cho làm mục sư cho thiếu niên. What an incredible privilege to be able to do that, and what an honor to be invited to be a part. Thật là một cái đặc ân cho chúng tôi và thật là một cái phước hạnh để chúng tôi được dự phần vào công việc phong chức cho mục sư. But here's the deal. Và đây là vấn đề. He tells me that since he's taken over the youth group, it's more than doubled in size. Thì thuật lại cho chúng tôi là từ lúc nhận cái công việc để lo cho thiếu niên thì cái số lượng của các em đã gia tăng gấp đôi. And I believe God wants to triple and quadruple the youth in size. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ cho nó tăng lên gấp 3 hay là gấp 4 lần nữa. Increase capacity though. Gia tăng cái sức chứa mà.
to bring increased blessing, để có thể gia tăng cái phước hạnh, to bring increased growth, để có thể gia tăng cái số lượng. So I want to just do some things for a few moments. Cho nên tôi muốn làm cái điều này trong giây lát. I want to work through five or six keys that I have found that brings and helps to increase personal and church capacity. Tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em 4 hay là 5 cái chìa khóa mà cá nhân tôi đã áp dụng cũng như chia sẻ trong cái việc nới rộng cái khả năng cái sức chứa của chúng ta. Ask God to bring personal increase of capacity. Thứ nhất đó là chúng ta xin Chúa Ngài mang lại một cái sự gia tăng sức chứa, nới rộng cái khả năng chứa của chúng ta. See, in 1 Chronicles 14 it says this. Ở trong sự ký thứ nhất chương 14 nói rằng. Now Jabez called on the God of Israel. Giabê đã cầu xin Đức Chúa Trời của Israel. Saying, "Oh that you would bless me indeed." Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho tôi một cách hiện thực. And enlarge my border. Và nới rộng cái biên cương của tôi. That your hand might be with me. Để tay Chúa ở trên tôi. And that you would keep me from harm that it may not pain me. Xin Chúa Ngài giữ tôi khỏi những điều ác và không bị làm hại cho tôi. Thì Chúa Ngài đã ban cho ông điều ông cầu xin. You see, God increased his capacity. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã nới rộng, làm lớn rộng cái khả năng sức chứa của Giabê. And it's a prayer that I prayed. Đây là cái lời cầu nguyện mà tôi And thường I still cầu nguyện. Pray today. Đây là điều mà tôi God vẫn cầu nguyện ngày hôm my nay. Capacity Lạy Chúa xin nới rộng sức chứa của con. So that I can receive more of what you want to do in me and through me. Để con có thể nhận được một cái số lượng lớn hơn những gì Chúa muốn làm trong con và qua đời sống của con. I am very, very unsatisfied. Anh chị em, đối với tôi thì tôi trong cái vấn đề này thì tôi không thỏa lòng chút nào. Because there's so much more that needs to be accomplished and my capacity is so limited. God, come and increase my capacity. Bởi vì có quá nhiều việc phải làm nhưng mà cái khả năng của tôi, cái sức chứa của tôi nó còn quá giới hạn cho nên lại Chúa xin nới rộng khả năng đón nhận của con. I've prayed for that for years. Và tôi cầu nguyện điều đó nhiều năm. And he says, I'll do it. Và Chúa Ngài xác nhận với tôi rằng ta sẽ làm. And one of the ways he says that he's going to do it is in James 1, 2 to 3. Và một trong những điều mà Chúa Ngài sẽ làm đó là Ngài cho chúng ta ở trong Gia-cơ chương 1, câu 2, câu 3. It's a horrible passage. Đây là một cái phần kinh thánh mà chúng ta thấy rất là khó để chúng ta nghe. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Yuck! Đó là hãy anh em hãy coi cái sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là một cái sự vui mừng trọn vẹn. Tại sao như vậy? Knowing that the testing of your faith produces some stuff. Vì biết rằng khi sự thử thách đức tin của anh em sẽ sanh ra một số điều. And the first one is endurance. Cái thứ nhất đó là sanh ra sự nhịn nhục. I want to tell you a secret. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái bí quyết này. There's a problem in the younger generation, not here, of course, because they're under Pastor Sammy, but everywhere else in the Western world. Có một cái nan đề của những người trẻ ngày hôm nay, dĩ nhiên là không phải tại đây ở dưới cái sự hướng dẫn lãnh đạo của mục sư Sam, nhưng mà nhiều nơi trên thế giới. Because young people are used to getting what they want instantly. Bởi vì những người trẻ đó là họ đã quen với cái vấn đề đó là những gì họ muốn đó thì họ có được ngay tức khắc. When they don't get what they want instantly, khi, they give up. Khi họ không nhận được cái điều họ mong muốn mà lập tức ấy, nhanh đó thì họ sẽ đầu hàng. So my generation and you, and many of your generation. Ở trong cái thế hệ của tôi cũng như là thế hệ của nhiều ông bà anh chị em. Especially you, you suffered greatly. Nhất là anh chị em là người Việt, anh chị em đã trải qua nhiều cái sự đau khổ. But it produced endurance. Nhưng mà nó đã tạo nên trong chúng ta it cái sự nhịn nhục. It produced strength of spirit. Nó dấy lên trong chúng ta, dấy lên trong chúng ta một cái tinh thần mạnh mẽ. It produced commitment. Nó tạo nên trong chúng ta một cái sự dấn thân cam kết. And God's way is to let things happen in order to develop character and strength. Và cái phương cách của Chúa đó là Ngài cho phép những cái sự khó khăn này xảy ra để có thể gây dựng những điều này ở trong chúng ta. And unfortunately, I've had some trials. Thì chúng ta thấy cái điều phải xảy ra đó là chúng ta phải trải qua những cái thời kỳ của thử thách. But
The end result is this. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng của nó là I'm able to do some things that I could never do 20 or 30 years ago. Thì bây giờ tôi có thể làm được những việc mà tôi không thể làm được 20, 30 năm về trước. Increased capacity. Gia tăng cái sức chứa, cái khả năng đón nhận của chúng ta. Increased blessing. Gia tăng phước hạnh của Chúa. And increased ministry. Và gia tăng làm nới rộng cái mục vụ của chúng ta. The second key. Cái chìa khóa thứ nhì. Is personal challenges. Đó là những cái thách thức có tính cách cá nhân. And what I mean by that is this. Ý của tôi muốn nói là như thế này. I've always got personal challenges of development for my life. Tôi luôn gặp những cái thách thức một cách cá nhân để Chúa ngài gây dựng con người của tôi. See, I would ask you this question. Tôi muốn hỏi anh chị em cái câu hỏi này. How's your spiritual life? Cái đời sống thuộc linh của anh chị em như thế nào? Your prayer life, your Bible reading life, your study. Đời sống cầu nguyện, đời sống anh chị em đọc học lời của Chúa như thế nào? See, if I want to increase my capacity, I've got to take some personal challenges. Read the Bible more. Nếu tôi muốn được cái khả năng sức chứa cũng như là đón nhận của tôi được gia tăng, thì tôi phải có một số những cái kỷ luật mà tôi phải làm, đó là học lời Chúa nhiều hơn. Maybe pray a bit more. Có thể là cầu nguyện nhiều hơn. Maybe read some books that will increase my understanding of the ways of God. Có thể đọc một số những cái cuốn sách bồi linh để bồi đắp và mở rộng cái khả năng của tôi biết về đường lối của Chúa. And I want to suggest something to you today. Tôi đề nghị với anh chị em một vài điều ngày hôm nay. If you are feeling safe and comfortable, you are not in a good place. Nếu anh chị em cảm thấy mình an toàn và thoải mái hiện tại, anh chị em đang ở cái chỗ không có tốt đâu. Because God wants to increase your capacity. Bởi vì Chúa ngài muốn nới rộng cái khả năng đón nhận và sức chứa của anh chị em. The third thing. Điều thứ ba. You got to expand your vision. Đó là chúng ta phải nới rộng cái khái tượng của mình. Often we are restricted in what we can see God taking us into because of our past, because of our family background or points of failure. Nhiều khi chúng ta giới hạn những gì chúng ta có thể thấy được Chúa ngài muốn làm trên đời sống của chúng ta bởi vì cái quá khứ của mình, cái hoàn cảnh gia đình của mình, những chuyện đã xảy ra ở trong gia đình của mình trước đây. I have some personal visions. Tôi có một số những cái khải tượng cá nhân. And I would not dare even share them here. Và tôi cũng không dám để chia sẻ tại đây. But there are some stuff I want to do. Nhưng mà có những cái điều mà tôi muốn làm. And I will keep believing God for it even to the day that I die. Và tôi sẽ tiếp tục tin Chúa cho việc đó nó sẽ xảy ra cho đến ngày tôi qua đời. But part of it is I want to be used more powerfully by the Lord. Một trong những cái ao ước đó đó là được Chúa ngài sử dụng đầy quyền năng hơn. And see greater fruitfulness. Và thấy được cái kết quả lớn hơn. And I want it for my church. Và tôi cũng muốn điều đó xảy ra cho hội thánh. I want to plant more churches. Tôi muốn thành lập nhiều hội thánh mới nữa. I want to affect more nations. Tôi muốn ảnh hưởng trên nhiều quốc gia nữa. I got a vision in my life. Tôi có một cái khải tượng cho đời sống của tôi. That the older I get. Đó là tôi càng lớn tuổi chừng nào. I am determined for one thing. Thì tôi quyết định làm một điều. The older I get. Đó là tôi càng lớn tuổi. The more powerful I get. Thì tôi sẽ càng đầy quyền năng của the Chúa. The more expensive I get. Và tôi khi mà tôi cuộc đời của tôi đã sử dụng. The greater blessing that will flow through my life. Thì sẽ có nhiều phước hạnh của Chúa hơn đổ xuyên qua đời sống của tôi. Because I keep my vision for my life expanded for the possibility of greater things in God. Bởi vì tôi có một cái khải tượng cá nhân cho đời sống của tôi đó là sẽ làm những việc lớn hơn và được Chúa ngài sử dụng lớn lao hơn. Number four. Chìa khóa thứ tư. Which is closely linked to number three. You got to think big. Nó liên hệ đến cái điều thứ ba đó là chúng ta phải suy nghĩ một cách lớn rộng. I talked to you about the red light thinkers. Tôi đã nói với anh chị em cái loại suy nghĩ của những người gọi là đèn đỏ đó. And well, we can't. Chúng ta không thể. That's their automatic response. Và nếu đó là cái đáp ứng của họ luôn luôn là đèn đỏ. But I wonder what you do when you daydream. Tôi không biết là anh chị em sẽ làm gì khi anh chị em ban ngày để chúng ta ngồi có những lúc chúng ta ngồi và chúng ta có những ước mơ. In my daydreaming, when I dream about maybe God doing something in me. Tôi có những cái ước mơ khi tôi ngồi và tôi suy nghĩ đến những điều mà Chúa ngài có thể sử dụng tôi. I think to myself, it's far bigger than what I'm doing. Tôi nghĩ một cái điều đó là nó phải lớn hơn cái gì mà tôi đang làm.
preaching to bigger crowds. Để sẽ giảng cho đông người hơn. See, if I was a business person, nếu tôi là một cái người thương gia, I'd be dreaming big about my business. Hoặc là tôi sẽ có những cái ước mơ lớn hơn cho cơ sở làm ăn của mình. I would be thinking about it being multinational. Và tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề là cái công việc làm ăn của tôi nó sẽ lan rộng ra cho nhiều quốc gia. I'd be thinking about the bank manager welcoming me every time I come into the bank because there's so much money that's flowing into the bank. Tôi suy nghĩ đến cái vấn đề đó là ông giám đốc của ngân hàng đó, ông phải chạy ra để hoan nghênh tôi bởi vì tôi mang rất là nhiều tiền đến để gửi trong cái ngân hàng đó. I'd be thinking about coming to Dr. Khan and saying, I'm going to give you $100,000 to go and do that conference over in Vietnam. Đó là tôi suy nghĩ đến vấn đề tôi sẽ có cái khả năng để tôi đến với mục sư Khánh và nói rằng tôi gửi dân ông $100,000 để đi về Việt Nam và mở cái hội đồng ở bên đó. As a business person, I'd be visualizing it. Khi là một cái người thương gia thì tôi sẽ hình dung cái điều đó. I'd be visualizing the check. Tôi sẽ hình dung một cái tấm ngân phiếu. $100,000. $100,000. Dr. Khan, here's $100,000 for Vietnam. Mục sư Khánh, đây là 100,000 để tổ chức hội đồng ở tại Việt Nam. That's what I'd be thinking. Đó là điều mà tôi sẽ suy nghĩ. And then I'd say, I'm going to give you a business class seat, and I'm coming because I want to see what God does through the $100,000 that I gave you. Và rồi tôi nói với ông là tôi sẽ mua cho ông một cái vé máy bay ở trong cái hạng nhất đó. Rồi tôi sẽ đi chung với ông để sang bên đó xem cái 100,000 mà tôi dâng đó là cái việc đó nó sẽ diễn ra như thế nào. And you think your business, well, we're only turning over 100,000 a year. Anh chị em ngồi đó có thể lại có người suy nghĩ nó cả cái lợi tức của tôi trong năm chỉ có 100,000. So what? Tại sao chúng ta lại sợ? 100,000, that's your start. Cái đó là 100,000 mà anh chị em có. But the 100 million might be where you are headed for. 100 triệu có thể là điều mà anh chị em đang hướng về. Because there are ideas in heaven that God wants to bring to you, but you got to learn to think big. Anh chị em có những cái ý kiến, có những cái sự sáng suốt từ thiên đàng mà Chúa có thể đổ xuống cho anh chị em để anh chị em có những cái phương cách làm ăn mới mà Chúa ngài có thể dành cho chúng ta, miễn là chúng ta có một cái lối suy nghĩ lớn rộng. The next one. Điều kế tiếp. You've got to be discerning and decisive. Chúng ta thứ nhất là phải nhận biết và phải quyết tâm. And this is what I mean by that. Đây là điều mà tôi muốn nói. 1 Corinthians 15:33 says, "Do not be deceived. Bad company corrupts good morals." Corinto thứ nhất chương 15:33 dạy cho chúng ta tại đây đó là cái bạn bè xấu đó thì có thể làm hư cái thói nết tốt. Do you know this? I'm going to tell you a secret. Anh chị em cho tôi chia sẻ với anh chị em một cái bí quyết tại đây. Every time the Lord has increased my capacity. Mỗi lần mà Chúa ngài nới rộng cái khả năng đón nhận và sức chứa của tôi. I've had to walk away from some people. Thì tôi phải từ bỏ một số người. Because they couldn't grow with me into the thing that I wanted. Bởi vì họ không thể nào tăng trưởng và phát triển song song với tôi trong những điều mà Chúa ngài muốn dẫn tôi vào. See, anh chị em thấy. There are some people that they're just negative all the time. Anh chị em có những người đó là họ tiêu cực luôn luôn. And they're criticizing the pastor or the church or something else. Họ luôn phê bình chỉ trích ông mục sư của mình mà những công việc của hội thánh và hoặc là một cái điều gì đó. Or they're criticizing the move of the Holy Spirit. Rồi họ phê bình cái sự vận hành của Đức Thánh Linh. Well, I'm wanting increased capacity. Tôi, trong khi tôi muốn nới rộng cái khả năng đón nhận và sức chứa của mình. I don't want to be near those sorts of people. Tôi không có muốn ở gần những con người tiêu cực đó. And unfortunately, you talk to them and you say, "You are so negative. You're so critical. You need to deal with that thing." Anh chị em, điều đáng tiếc nhưng mà chúng ta phải làm đó là chúng ta phải nói thẳng với họ đó là anh suy nghĩ một cách quá tiêu cực và anh luôn nghĩ tiêu cực cho nên hãy giải quyết vấn đề đó cho chính mình. But they won't change. Nhưng anh chị em biết không, những con người đó họ không chịu thay đổi. But I'm trying to become bigger. Trong khi tôi thì muốn trở nên lớn hơn. With more faith. Với nhiều đức tin hơn. With a greater attitude. Với một cái thái độ tốt hơn. So I can't have that person hanging around me anymore. Cho nên tôi không thể nào có những người như vậy đeo kế bên cạnh mình nữa. Oh, why don't you come and have lunch with me like you used to? Tại sao ông không đến ăn trưa với tôi giống như ông đã từng làm? Well, I love you, but you just
haven't changed your negativity. Tôi yêu thương bạn nhưng mà đáng tiếc là bạn không có thay đổi cái thái độ, mà nhất là cái thái độ tiêu cực của bạn. And I don't want to hang around that anymore. Và tôi không có muốn ở gần cái người như vậy. Because nữa. My vision is I want to give $100,000 to Dr. Khan for the conference in Vietnam, and I'm not going to be able to do that when I'm around people who are negative all the time. Trong khi cái khải tượng của tôi là muốn giúp cho mục sư Khánh có $100,000 để có thể tổ chức những công việc ở tại Việt Nam, mà tôi không thể nào ở bên cạnh một cái người luôn nghĩ tiêu cực như bạn. The sixth thing. Cái điều thứ sáu. You want to increase your capacity to increase blessing. Anh chị em muốn nới rộng cái sức nhận và cái khả năng, cái sức chứa của chúng ta. You got to set new models of what you want to attain to in your life. Chúng ta cần phải có một cái bức ảnh của một cái hình ảnh mà chúng ta muốn có trong đời sống của mình. And what I mean by that is this. Điều mà tôi muốn nói ở tại đây. I find people that I want to be like and I connect with them. Tôi tìm những cái người mà tôi muốn trở nên giống như họ đó và tôi nối kết với họ. I want to tell you a little story. Tôi muốn chia sẻ với chị em một cái câu chuyện. For probably 30 years. Chừng khoảng 30 năm. I have dreamed of the Holy Spirit getting hold of me and taking me from here to some country in the world instantaneously. Đó là tôi ao ước rằng Chúa ơi, xin Chúa ngài cho con để con có một kinh nghiệm là con đang ở tại đây thì Thánh Linh của Chúa có thể mang con đi một cái nơi khác ở trên thế giới. I've imagined if the Holy Spirit just got hold of me and suddenly bang. Thánh Linh Chúa ngài nắm bắt lấy tôi và Chúa ngài chuyển tôi đi đến một cái vùng đất khác. Tôi liền ở có mặt ở tại một cái thành phố khác, một nước khác, ở tại nơi mà có những người Cơ Đốc nhân bị bắt bớ. And the Lord moved me from New Zealand to that place, maybe in Europe, to encourage those people. I've dreamed of doing that. Và có thể Chúa ngài sẽ mang tôi đi từ New Zealand của tôi đến Âu Châu để có thể làm công việc đó. Tôi luôn mơ ước như vậy. And then I found a young prophet. Rồi tôi đã tìm gặp một cái người tiên tri trẻ. You know him. Anh chị em biết người này. Pastor Jacob Biswell. Đó là mục sư Jacob Biswell mà chúng ta đã có nhận cái chức vụ ông cũng tuần rồi. And you know the stories of how he gets transported from Houston, or sorry, Bryan, Texas, to other countries instantaneously. You've heard it all. Anh chị em đã nghe những câu chuyện đó là ở tại Bryan, Texas, thì Chúa ngài đã chuyển ông đi đến một cái vùng đất xa lạ hoàn toàn trong nháy mắt. And part of me is thinking, it's not fair. Một phần của tôi thì nói rằng Chúa ơi, cái chỗ này nó không công bằng chút nào. I'm 63. Con 63 tuổi rồi. He's 26. Anh ta thì chỉ mới có 26 tuổi. I reckon I should be having that happen to me, not him. Đáng lý ra nó phải xảy ra cho con chứ không phải cho người đó. So what did I decide to do? Rồi cuối cùng tôi phải làm gì? Make him my friend. Tôi đã khiến ông trở nên bạn của tôi. Got him over to New Zealand just a few weeks ago. Và đã mời ông sang nước New Zealand của chúng tôi để giảng lời Chúa. Travel all around the country with him. Và đi chung với ông khắp nơi trên đất nước của tôi. I gave him the time of his life with his wife and their little baby Eden. Và tôi đã dành thời giờ với vợ chồng của ông và đứa bé gái của ông Eden. He said, "I have never experienced the hospitality like I have experienced in New Zealand, and that's saying something in front of the Vietnamese Baptist Church." Anh chị em nói rằng là chúng tôi đã được đón tiếp một cách hết sức là nồng nhiệt như chưa bao giờ có khắp nơi trên thế giới. Cái điều đó cũng khích lệ anh chị em tại VBC từ đây trong cái vấn đề đón nhận. But I'm going to relate to him because he's got this capacity that I don't have. But man, God, I want that that's on his life. Và dĩ nhiên tôi nối kết với anh bởi vì anh có cái điều mà tôi không có. Cho nên tôi nói rằng lại Chúa xin cho con cũng có như vậy. Now I'm going to tell you something. Anh chị em, tôi chia sẻ với chị em điều này. I wouldn't dare tell my church. Dĩ nhiên là tôi không có nói cho hội thánh của tôi. But I can tell you. Nhưng mà tôi có thể kể cho anh chị because em. Because none of you will gossip. Bởi vì không có ai trong anh chị em tới đây là những người nói xấu, nói sau lưng người khác. I'm driving in the car with Pastor Jacob. Tôi đang lái xe với mục sư Jacob.
And I said, Pastor Jacob, I want you to pray about something. Tôi nói với mục sư Jacob là xin anh cầu nguyện với tôi một điều. Will God transport me instantly to other nations like He does with you? Đó là xin Chúa ngài sẽ mang tôi đi từ đây thần linh đến một cái chỗ khác như Chúa đã làm cho anh. Would you like to know what he said? Anh chị em có muốn nghe ông nói cái gì không? No, they don't want to know what they what I said. Không ai muốn nghe cái chuyện này phải không? This is what he said. Đây là điều mà anh ta nói. I don't need to pray about it. Tôi đâu cần phải nói với anh cái điều mà tôi sẽ cầu nguyện hay là không. I already know. Tôi đã biết rồi. Yes. Là cái câu trả lời là chắc chắn rồi. Yes. Phải rồi. It's gonna happen. Nó sẽ xảy ra. I'm gonna get transported by the Holy Ghost. Đó là tôi sẽ được Đức Thánh Linh chuyển tôi đi. But I'm gonna go and see him in a few days' time. Và trong một vài ngày nữa tôi sẽ đến. Because I need new models for my life. Bởi vì tôi cần có một cái bức ảnh mới cho đời sống của tôi. And there's a powerful Holy Ghost man in Florida. Và cũng có một tôi tớ của Chúa rất là mạnh mẽ trong ơn của Ngài tại Florida. You cannot be an elder or a pastor in his church or organization unless you have verified gift of miracles operating in your life. Đó là anh chị em không thể nào làm cái người cộng sự viên cũng như là những người lãnh đạo trong hội thánh của ông nếu anh chị em chưa có nhận hay là chưa nhận diện được cái ơn phép lạ trong đời sống của anh chị em. Pastor Mike Connell has got him coming to New Zealand. Mục sư Mike Connell đã mời ông đến New Zealand của chúng tôi. And I'm going to be there. Và tôi sẽ có mặt ở tại đó. And I've already reserved a front row seat. Và tôi đã xin giữ cho tôi một cái ghế hàng đầu. A new model for my life. Và vì tôi muốn có một cái bức ảnh mới cho đời sống của tôi. That's what's on his life comes upon my life. Để những gì trên đời sống của người mục sư này cũng sẽ truyền tải cho tôi. If you're a business person here today, anh chị em là những người cơ đốc nhân trong ngày hôm nay. Who are you? What are the models of business people that you are after? Anh chị em cái muốn theo một cái mô hình nào của một người thương gia nào mà anh chị em muốn học hỏi theo họ? Oh, I've just got my little Vietnamese restaurant down the road. Tôi chỉ có một cái tiệm ăn nhỏ ở trong thành phố này. But what about having a national chain of Vietnamese restaurants called Hong Hung Hung or whatever? Tại sao không làm một cái tiệm ăn mà nó sẽ mở rộng ra nhiều địa điểm khắp nơi trên nước Mỹ này và chúng ta có thể gọi họ là tiệm ăn Hùng Hằng gì đó. But if you're going to do that, you need to relate to somebody who's doing it. Nếu anh chị em muốn thực hiện như vậy, cái ước mơ như vậy, anh chị em phải liên lạc cũng như là gần gũi với những con người đã làm công việc đó, đang làm công việc đó. And get close to them. Và chúng ta đến gần họ. But here's the secret. Đây là cái chìa khóa. Don't talk about yourself. Đừng có đến rồi tối ngày chỉ nói về chính mình. Ask questions. Hãy đặt những cái câu hỏi đi để học hỏi. I sat with a pastor just yesterday, I think it was. Ngày hôm qua tôi ngồi với một vị mục sư. And his pastor got killed with a number of his leaders in a plane crash in the Bahamas a couple of years ago. This was a man that took over. Và đây là người đã thay thế chức vụ của mục sư Mal Monroe, là người đã bị trong cái chuyến bay mà ông đã qua đời một cách thình lình đó. Đây là người tiếp nối công việc của ông. This was not a moment for me to tell him how good I am and how famous I am and that I've written books and I'm moving the power of God. That's not the moment. Khi tôi gặp anh thì đây không phải là cái giây phút mà tôi nói về chính mình, tôi đã viết bao nhiêu cuốn sách và chức vụ của tôi như thế nào. Đó không phải là giây phút như vậy. I asked him a couple, I asked him a question. Tôi hỏi anh ta một ông mục sư này một vài câu. I said if you had some young pastors in front of you. Tôi hỏi rằng nếu mục sư có một số những mục sư trẻ đang ngồi trước mặt mình. What would you advise them about leading a church as a result of you having to take over after your senior pastor got killed? Đó là sẽ chia sẻ với họ cái bí quyết nào mà anh có thể đón nhận cái chức vụ sau khi mục sư trưởng của mình qua đời một cách thình lình như vậy. He said to me two things. Đây, ông nói với tôi hai điều. I recorded it on my phone. Tôi đã thâu lại ở trong cái điện thoại của tôi. And I will teach pastors all over the world. Và tôi sẽ đem và tôi dạy lại cho các mục sư khắp nơi trên thế giới. Every one of us needs new models of people that we follow after for our lives. Chúng ta cần có những cái người làm gương hay là những người đi trước
đã kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực nào đó để chúng ta học hỏi theo. Here's the last one. Đây là điều cuối. Cross the boundaries of your life. Đó là chúng ta phải vượt qua những cái hàng rào trong đời sống của chúng ta. There are always boundaries that we have. Có những cái hàng rào giới hạn ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Like people have said to us, you can't do that. Đó có thể cái hàng rào cái ngăn chặn chúng ta đó là những người đã từng nói những điều tiêu cực trong đời sống chúng ta. You don't have the ability to do this. Anh không có cái khả năng để làm việc đó đâu. Society and our own heart draws boundaries that we think, well, that's not for me. I can't do that. Can't do this. Xã hội cũng như là ở trong tấm lòng của chúng ta, nhiều khi chúng ta tự dựng nghe hàng rào giới hạn mình và nói rằng tôi không lại làm được việc đó, tôi không thể làm được việc kia. And I say this. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em điều này. Ask God to reveal those boundaries. Xin Chúa ngài bày tỏ ra những cái hàng rào giới hạn đó trong đời sống anh chị em. And to remove them from your life. Và xin Chúa ngài dời khỏi hay là cất nó khỏi đời sống anh chị em. So that your capacity might increase. Để rồi cái sức chứa và khả năng đón nhận của anh chị em được nới rộng. And God might be able to pour more oil in. Để Chúa có thể đổ nhiều dầu hơn vào trong những cái bình này. And thereby have greater blessing and flow of God's life. Để rồi anh chị em có thể đón nhận phước của Chúa lớn hơn, rộng hơn để làm nguồn phước xuyên qua đời sống của anh chị em. They are very simple principles. Đây là những cái nguyên tắc rất là đơn giản. But I live those principles. Nhưng mà tôi sống với những nguyên tắc này. Because there's so much more I want to do for God. Bởi vì có quá nhiều điều tôi muốn làm cho Chúa. And there's so much more God wants to do with you. Và cũng có rất là nhiều điều Chúa muốn làm xuyên qua đời sống anh chị em. And I want to say this prophetically. Nhưng mà tôi muốn nói cái điều này có tính cách tiên tri. And with this I'll be finished. Nói xong điều này chúng ta sẽ chấm dứt. There's so much more God wants to do in VBC. Có rất là nhiều điều Chúa muốn làm xuyên qua VBC và trong VBC. This is a great church. Đây là một cái hội thánh rất là cao quý. It has a great mission. Có một cái khải tượng rất là lớn. It has been one of the great honor and privileges of my life to be able to serve the Vietnamese community. Thật là một cái đặc ân và vinh dự cho tôi để có thể phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở tại đây. And to the day I die, I will be forever grateful to Dr. Khan for opening up this privilege to me. Và cho đến ngày tôi qua đời, tôi luôn luôn nhớ ơn Mục sư Khánh đã mở cánh cửa để chúng tôi có thể phục vụ quý vị. Because I see from this place here. Bởi vì tôi thấy từ nơi địa điểm này is a great mission that God wants to do. Một cái sứ mạng rất là lớn mà Chúa ngài muốn làm xuyên qua hội thánh của Chúa tại đây. Increase your personal capacity. Gia tăng cái sức chứa và đón nhận trong đời sống của cá nhân chúng ta. It will increase the blessing. Nó sẽ gia tăng phước hạnh. And it will increase the mission that God has got for VBC. Rồi sẽ gia tăng cái sứ mạng cũng như là khải tượng cho việc Chúa ngài muốn làm xuyên qua VBC. I would like to pray for you. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị. I wonder if we could please stand. Tôi muốn mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. As I understand it, out the back there are my books there, and you're very welcome to them there. They're there for sale. But I don't want to waste time talking about them. Just have a look. But I want to pray for you. Ở phía trước sảnh đường có một số sách của chúng tôi muốn giới thiệu cho anh chị em để có thể học hỏi thêm. Mà tôi không có nhiều thời giờ để giới thiệu, mà tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em. There are thousands upon thousands of Vietnamese around the world. Có bao nhiêu ngàn, bao nhiêu triệu người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. That God is calling this church to touch. Đó là Chúa ngài muốn kêu gọi và sử dụng hội thánh này để đến với họ, rờ chạm đến họ. And it's young people. Nếu là những người trẻ. Right through to the oldest person here. Đến cái người lớn tuổi nhất ở trong hội thánh tại đây. To be part of one of the great missions in the world. Để có thể dự phần vào ở trong một cái sứ mạng mà vĩ đại của Chúa ở trên thế gian này. In my private conversations with Dr. Khan, I know something of what is ahead. Khi tôi chia sẻ có cái thời giờ thông công với Mục sư Khánh, biết rằng có những điều Chúa ngài đang chuẩn bị trước mắt chúng ta. Hence why I've shared what I've shared today. Mà cái điều đó nó khích lệ tôi để chia sẻ với anh chị em điều mà tôi đã đang chia sẻ với anh chị em buổi sáng hôm nay. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện. Lord Jesus, we come to you today. Chúa Giêsu, chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay. And we just ask that what has been shared here. Chúng con xin những điều được chia sẻ buổi sáng hôm nay would bring significant changes into people's lives. Sẽ đem lại một cái sự thay đổi lớn lao trong đời sống của nhiều người. Father, you would move mightily by your spirit.
Lạy Cha xin vận hành một cách lớn lao bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. To increase the capacity of this church. Để nới rộng cái sức chứa và khả năng đón nhận của hội thánh này. Now I want to do something and as I do this, if you need to go, feel free to go. Anh chị em, tôi sẽ làm cái điều này. Nếu anh chị em cần phải ra về, cứ tự nhiên. But I've been working with the business people for some businessmen in my church. Tôi đã thực hiện cái điều này và làm việc với những người thương gia, những doanh nhân ở trong hội thánh của chúng tôi. And as a consequence of a year or just over a year of working with them, virtually every one of those business people have had dramatic increase in their business. Và chỉ trong vòng một năm thôi thì chúng tôi đã thấy rất là nhiều cái sự gia tăng cũng như là mở rộng của công việc làm ăn của họ. If you're a business person, you've got your own business, and you would like me just to lay hands on you and just to bless and call forth the next season, I'd like you to come forward. Nếu quý vị có mặt ở đây, mà quý vị có cơ sở làm ăn riêng của mình, cái chủ tiệm hay là chủ một cái cơ sở làm ăn đó, chúng tôi muốn đặt tay ở trên anh chị em một cách đặc biệt, xin đến và cho chúng tôi có cơ hội đó. Going to believe for the Lord to increase the capacity of your life and your business. Chúng ta sẽ tin rằng Chúa ngài sẽ mở rộng đời sống của anh chị em và khả năng của công việc của anh chị em. That there would be great increase. Để rồi sẽ có một cái sự gia tăng lớn. I believe that we are in a season historically. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ có tính cách lịch sử đây. Where God is actually touching business people. Đó là Chúa ngài sẽ chạm đến cuộc đời của những người có công việc làm ăn cũng như là những cơ sở thương mại. To increase their business. Để gia tăng cái công việc làm của anh chị em, cái cơ sở thương mại của anh chị em. And part of it is to increase the flow of finance in the church. Bởi vì một phần lớn đó là Chúa ngài muốn cho anh chị em sẽ tạo nên tài chánh một cách lớn lao để có thể tài trợ cho công việc truyền giáo của Chúa. Finance in the church comes from all sorts of areas, but primarily it comes from God. Những cái nguồn tài trợ đến cho hội thánh của Chúa trong nhiều cách khác nhau, nhưng mà cái phần chính đó là đến từ Chúa. I never see people and money as the same thing. Tôi không bao giờ nhìn thấy con người cũng như là tiền bạc đó là cùng một thể loại. Because God can use the strangest of people to finance what he wants to finance. Bởi vì Chúa ngài có thể sử dụng những con người mà chúng ta không có ngờ được để có thể yểm trợ cho công việc của Chúa bằng tài chánh. But God hasn't sent this number of business people to this size church for no reason. Tôi không tin rằng Chúa cho trong một cái hội thánh cỡ này mà có nhiều thương gia như thế này cho nếu ngài không có một mục đích. He's done it because there is a mission to be fulfilled. Ngài làm cái công việc này là bởi vì có một cái sứ mạng cần phải được hoàn tất. And as I lay my hands upon you today. Khi tôi đặt tay trên chị em trong buổi sáng hôm nay. In my heart is really asking the Lord to give you supernatural divine ideas for your business. Thì ở trong lòng của tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em bằng hết cả tấm lòng như thế này. Đó là Chúa sẽ ban cho anh chị em có những cái sáng kiến, có những cái ý mới để anh chị em sẽ làm ra thật là nhiều tiền. That you would implement and see increase. Rồi anh chị em sẽ áp dụng vào ở trong công việc làm của mình và sẽ thấy gia tăng về tài chánh. And greater blessing. Và cái phước hạnh lớn hơn. Get ready to receive today. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận trong buổi sáng hôm nay. Week or two, you begin to expect new ideas. And new opportunities. Thì trong một vài tuần lễ sắp đến đây, anh chị em sẽ phải mong đợi là Chúa ngài sẽ ban cho anh chị em những cái ý kiến, những cái sáng kiến mới để áp dụng vào trong cái công việc làm của mình, trong cơ sở làm ăn của mình và nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Right now, right now, right now, Ravarisha Sisanda, Father, give it to him now in Jesus' name. Thank you, Lord. Here comes the Holy Ghost. I release the power of God all over you. Father, give it to him, divine ideas for increase. Father, do it now. All over you, in Jesus' name. Father, give it to him. Here it is, right there in the Spirit.
Father, give it to her right now. There it is. Right there, right there, right there. Father, give it to this man. Right now. Father, right now, just give it to her. Now, in Jesus' name. Father, right now. Here's the Holy Ghost coming all over you right now. Right there in the Spirit. Father, right now. Here it comes. Supernatural ideas. I release it all over you right now. Right now. Right now. Right now. Father, give it to her. Right now. Now, in Jesus' name. God, buddy, I wish this. Father, let her pioneering spirit be mightily used of you right now. Thank you, Jesus. Father, give it to her right now. Increase of ideas. Touch her right now. Father, give it to her right now. I release the Holy Ghost on this divine ideas now in Jesus' name. Father, flow. Holy Ghost, come upon her with the spirit of revelation to do mighty works for you. Father, give it to him right now. Now in the Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, right now, give it to her. Holy Ghost. There's the power of God right there, right there, right there. Thank you, Jesus. Father, right now, pray that you just give it to her right now. Divine ideas, let them come and open new opportunities. I unlock that in the realm of the Spirit now in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, right now, give it to him. Touch him with it right now. Divine ideas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now, give it. Give it to her. There's the power of God for it right now. Father, right now. Give it to him right now. Increase, increase, increase of ideas, opportunities, doors open. Now, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, come. Jesus, just come right now. Supernatural impartation. Now, right now, take it, take it, take it in the Spirit. Right now, right now, right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, for this one right now, come and touch her. Bring the increase of ideas, capacity of opportunities. Now. In Jesus' name. Father, right now, come to her. Increased capacity, increased ideas, new things, new things, new ideas, new strategies. As I lay hands upon her, I impart it to her. The spirit of rip in her dream world and her dream life to show her some new things to be done. Now, in Jesus' name. Father, right now, touch her. New ideas. Supernatural ability. Come upon her now. With this flow of the Holy Spirit. Touch her with it right now, right now, right now, right now. Father, touch her right now. Increase. Increase in business, increase in ideas and opportunities. Here it comes right now, right there, touch her with it right now. Thank you, Jesus. Father, right now, come and touch her. Increase ideas, capacity, opportunities. Now,
Jesus, right now. Right now. Right now. Touch them with it. Increase capacity. Increased ideas. Bring blessing. Now! In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Father, bring growth about everything that she's doing in the Spirit, I pray. Let there be expansion because of ideas that come her way. I release it in the Spirit now in Jesus' name. Right now, right now, right now. Holy Ghost, just come upon her right now with an anointing for divine ideas and strategies. Release it to her. I release it all over you right now. Let it come upon her right now. Holy Ghost, dispense to her supernatural capacity and ideas now in Jesus' name. Father, right now, over this couple and over business, let there be increase. Oh, here it comes. Touch right now, right now, right now, right now. Ideas, supernatural strategies. Right now, right now, right now, right now. Father, right now, just break every control from him to come fully into the freedom of what you're wanting to do through him. Right now. Father, right now, increase. Increase capacity, ideas, supernatural moments. Unlock it to her. Here it comes. Right now, the anointing for it right now. Thank you, Jesus. Father, right now, give it to him right now. Increase supernatural. Yes. Right now in the Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, right now, cause there to be abundance of blessing and flow of ideas and opportunities. Here it comes, now in the Spirit, give it. Right now, in Jesus' name. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa trong ngày hôm nay. Praise the Lord for His word today. Tôi tin rằng Chúa ngài muốn nới rộng hội thánh của Chúa. I believe that God wants to expand His church. Chúa ngài muốn ban phước trên công việc của anh chị em. And God wants to bless your businesses, your work. Hãy có một cái khải tượng trong việc khi Chúa ban phước trên chúng ta sẽ dự phần một cách lớn hơn cho công việc nhà của Chúa. Have the vision always before you that as God blesses your business, that you will bless the kingdom work. Bởi vì phải có một mục đích thì Chúa ngài mới có thể ban phước trên chúng ta. Because there must be a purpose for God to bless you. Chúng ta xin Chúa ngài làm thành điều ngài Chúa ngài hứa cho đời sống của chúng ta. May the Lord bring every promise that He has spoken here today come to pass in your lives. Xin một lần nữa chúng ta cùng đứng lên mà chúng ta stand once again as we praise the Lord and thank Him. Cho cái điều chúng con cảm ơn Chúa vì trong những năm tháng qua Chúa ngài ban cho VBC một khải tượng là Chúa ngài cho chúng con đi khắp nơi trên thế giới này để chia sẻ tình yêu của Chúa. Lord God, we thank you for the vision that you have given VBC over the years, that we would go all around the world to preach the gospel. Cảm ơn Chúa vì ngài đã đưa chúng con đến một số các quốc gia. Thank you for bringing us to certain nations already. Và Chúa ngài đã ban phước trên chúng con. And you've blessed us, O Lord. Từ những địa điểm đã lan rộng ra các quốc gia that khác. From those nations that they have expanded as well the ministry work. Và chúng con cảm ơn ngài vì Chúa ngài sẽ làm lớn hơn nữa. And we thank you, Lord, because you're going to do even greater. Xin ban phước ở trên nhà này. Bless this house, O Lord. Để chúng con sẽ dư dật ở trong tài chính. So that we would have abundance in our finances. Để chúng con có thể thực hiện những điều Chúa ngài giao phó cho chúng con. So that we can
Make everything happen that you have declared and commanded us to do. Xin làm mới lại trong tâm lòng của chúng con sự cam kết dấn thân cho công việc của Ngài. Renew in us, O Lord, the covenant that we have with you, the co-partnership that we have in you for kingdom work. Đó là chúng con sẽ ra đi và rao giảng tin lành của Chúa khắp các nước. For us to go out and preach the gospel to all the nations. Và xin Chúa Ngài làm việc một cách lớn lao trong ơn của Ngài. And that you would work mightily, O Lord. Để chúng con thấy vô số người được cứu trong những ngày. See numerous people saved into the kingdom. Chúng con biết ơn Chúa. We thank you, Lord. Chúng con cầu nguyện. And we pray all these things. Trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em và chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Chúa. Hôm nay anh chị Toàn có mời hội thánh để chúng ta cùng dùng bữa chung với nhau trong ngày lễ ra mắt. Anh chị đã làm đám cưới ở trước tòa án và bây giờ mời hội thánh chúng ta cùng dùng bữa chung với nhau để giới thiệu cô dâu của anh Toàn. God bless you, church, as we head over to the CLC for our fellowship luncheon. We also want to tell you that our brother Thuong, he has married his bride, and he wants to introduce the church to his bride and his bride to the church. So please join us in the CLC for a celebration of their marriage. God bless you, each and every one of you.